Trong buổi lễ khai giảng năm học mới sáng nay tại trường tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, một chùm bóng bay được thả lên sau buổi lễ đã bất ngờ phát nổ, khiến 7 học sinh bị bỏng ở tay. Các nạn nhân bị thương do vụ nổ bóng bay nhanh chóng được thầy cô giáo phối hợp cùng phụ huynh học sinh, lãnh đạo địa phương đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu, băng bó vết thương. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định đã xác nhận sự việc nêu trên và cho biết đơn vị đang chỉ đạo nhà trường tập trung chăm lo cho các cháu bị thương và sẽ có báo cáo cụ thể về sự việc nêu trên.